chuột này. Cờ vau. Đây là gì nhỉ? À cái gì men nhỉ? À, như con cắp. Không. Cái gì men? Batman. Batman. Batman sau khi lên lên thớt nhá mọi người nhá. À, thịt ức này, cơ bắp quẩy lắm, ngon nhá, cơ ức nó này. Đấy, thấy chưa, ngon chưa? Xíu nạc. À, căn bản là tại cái món này anh em mình chưa chế biến bao giờ, chả biết ướp ướp kiểu gì, thế nên là ướp truyền thống thôi. Mắm muối mì chính thôi. À, thêm tí dầu ăn thôi. Tại vì chưa làm cái món này bao giờ. Em cho 2 muỗng nhé. Đấy. Nếu mà ngon thì lại kéo đặc sản. Đấy. Đây mắm, đây mắm. Nước. Rồi. Gọi cái gì cũng nhạc. Đấy, tí đồ ăn nữa. Đây, phải cho nước mắm vào nó mới không bị hôi nè. Mà nó thơm lên luôn. Nhìn ngon ghê mọi người ạ. Nhìn vừa đầu gì nhìn thấy nó ghê thôi. Cái gì cũng thấy làm sạch sẽ đi là ngon ấy. Trông nó giống như kiểu là chim ấy. Chim sẻ, chim én nhỏ ạ. Nó chim sẻ. Bây giờ thì sẽ không còn mùi gì cả, là cho một tí caliber vào. Thơm. Rồi. Đắp vào. Thấm lừng luôn. Bây giờ chỉ mùi mắm này, gia vị mới cả caliber các kiểu. Đấy, nó ngấm gia vị một tí, anh em mình sẽ đem nướng nha mọi người nhá. Đấy, anh em mình đã xiên hết nó vào trong này rồi nhá. Trông đặc sản phết đấy. Nhìn ngon phết đấy anh nhỉ. Như kiểu là chim chim di á. Chim sẻ chim di. Chim sẻ chim di á, à, một chục xiên luôn. Đúng dạ. Ngon tuyệt vời. Đấy, mày đưa cái cây chuối này anh cắm một phát vào trong cả. Ê. Anh cắm một cây kia. Mày giữ cây chuối. Không có tay à? Nướng rơi. Anh cắm chỗ nào vào đoạn giữa cho cắm. Đặc sản ấy chứ không đùa đâu. Chẳng thế à. Nếu mà ai mà chưa ăn con này ấy, thấy anh em mình làm này chắc chắn là chắc chắn là không thể đoán được đây là con gì. Động một loại động vật vừa có chân, vừa có cánh, vừa có tay, vũ. Vừa có vú. Tí nữa thử xem ai không ăn rơi rơi xong rồi ăn xong với bạn rơi rơi. Xem là họ có phát hiện ra làm cái con rơi rơi không? Ôi giời, nuột. Đần cái cạnh cái bạn. Đần nữa máu. Mày sang đây giữ anh đần cho. Đần lấy tay mà đần. Thôi. Lại nhấc cây chuối đặt lên đấy nữa. Nước đừng có đổ nhá. Ok đấy mọi người ạ. Cái món này thì anh sang cho bên này này. Có 102 rồi. Không thể chơi vào đâu. Ây xà. Ngon đấy. Gần chín rồi. Chín rồi anh ạ. Ăn thế này nó mới ngọt. Chín hẳn rồi. Chín rồi mà. Ây xà. Ngon đấy mọi người ạ. Được đấy. Thơm nhỉ. Mùi giống chim sẻ lắm. Ừ.
thử, mình thử một con xem sao. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Ăn như thịt chim chảy luôn mọi người. Ngon cực. Thì nó là mùi đặc trưng của nó mà. Nhưng mà bây giờ phải có một cái nữa. Mời cho ra ngon lắm nhá. Rồi. Anh đi mua bia. Để em cho ra nhá. Cho em 15 coca nhá. Cho nó chín thêm một tí nữa. Ok. Ủa chín rồi đấy anh ơi, tôi ra đây. Mùi nó ngon nhỉ? Mùi nó đặc trưng của rơi. Nó vẫn có cái mùi nó. Nó vẫn có một tẹo tẹo hôi nhưng mà nó ngọt lắm. Hôi hôi. Ý da. Bây giờ sẽ đi, lên tầng lên, lên tầng lên. Nhanh nhanh nhanh. Mời nha mọi người nha. Thấy con đây, mình sẽ lấy một con thủy quái ra. Con gọi là yêu quái ra cho mọi người xem. Con Spider-Man, à là con gì nhỉ? Batman. Ờ, Batman, mình cứ đấy. Đây này, mời tất cả mọi người nha. Mời mọi người nha. Mình vẫn kiểu ám ảnh đến lúc nó thịt nó mùi hôi hôi, lúc nãy ăn một con thì thấy ngon ngon. Vừa giòn vừa ngọt. Con này ngon hơn con lúc nãy. Được. Ok đấy. Uầy, thịt nó dai lắm nét này. À, kéo nó lại. Đấy, thấy chưa? Ây da, đấy. Anh biết tại sao nó dai không anh? Thịt thịt tại vì nó suốt ngày phải bay ấy. Dài. Ngọt nhỉ? Ngọt nhưng mà con này ăn vẫn hơi. Ăn giống cái giống thịt gì nhỉ? Vừa giống thịt chuột, vừa giống thịt chim. Vâng ạ. Có con nào đại khủng long không anh? Cho em một con. Đấy. Nào. Đâu cái. Món này phải có bia mọi người. Giòn. Giòn. Mời mọi người nha. Úi giời. Tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên mình ăn con dê rơi này, cái lúc còn bé rồi thấy bố mình bảo là ngày trước có thịt cho mày ăn rồi. Nhưng mà không có ký ức gì tại lúc đấy còn bé. Bây giờ ăn lại mình thấy nó cũng được. Nhưng mà so với cái giá mà mua như thế là đắt. Làm nó vớt lắm. Người ta còn nấu cháo rơi này. Với cả cái gì nhỉ? Súp. Súp này, với cả nấu cây chuối. À nấu chuối. Không biết ngon chỉ không? Chỉ có nướng như này thôi, còn không hồi lắm, mình không dám ăn luôn. Không là xem cái bọn Trung Quốc nó ăn gì nhỉ? Súp rơi cho mọi người xem bọn nó ăn súp rơi chưa? Ẻo kinh lắm. Thật sự là để mà nghĩ lại. Con này còn non này, lại đóng bình. Đóng bình. Để mà nghĩ nhá. Giả dụ nếu mà cái này mà bảo là mình là thịt rơi mà mình không làm, khả năng mình không ăn đâu. Nhưng mà ăn được, ngon phết. Nhưng mà nó không giòn này, nó ngọt này. Nhưng mà không ngon được. Ai mà không phàm ăn em không ăn được. Tức là nó tại vì nó có vị hôi mà đấy, nó có một cái mùi đặc trưng, nó là hôi hôi á. Nhẹ nhém mình á, chiến hết. Cũng được, tại vì nó ăn cũng được mà. Tan thịt à, đây để nguyên ra mấy cái mấy cái xiên nguyên đây nhá. Để tí nữa mình sẽ cho mọi người ăn thử cái món này xem là có nhận ra đây là rơi hay chim gì không nhá. Đấy, đây để 4 cái xiên không này. Đấy. Còn anh em mình sẽ táng chỗ này. Đây không phải là thức ăn thừa nữa, đây là phần riêng. Cái xương của nó, cái xương cánh ấy, xương cánh này thì khá là cứng. Đấy. Còn cái xương người thì cũng mềm.
Đấy, để đằng co nghiêng nghiêng cái đi nó bị lồi. Con rơi ấy, mình được biết là có hai cái loại cơ. Cái loại mà mình hay xem thấy ở trên tivi người ta hay đấy á, là rơi ăn hoa quả. Đấy. Ngày trước em được ăn cái loại rơi to này rồi. Rơi nó to hơn, nó phải gần bằng cổ tay này, bằng ngón chuột đấy. Đấy, rơi đấy mới ngon. Thấy người ta bảo thế chứ mình thì không biết. Con này to này, cái đùi nó to bằng đùi con chim chà mào. Còn con rơi anh em mình đang ăn đây, đây là rơi rơi bắt côn trùng nhá, rơi bắt mối, kiểu mối nước ấy. Côn trùng. Ê, anh à. Cái người nó hôi hơn. Ngon nhá, ngọt lắm nhá. Con này không có vị hôi đâu. Anh em bị ướt. Có con với mùi. Hôm nào mà anh em không biết kiếm được đâu được cái rơi hoa quả ấy. Nó to, nó sải cánh nó phải thế này này. Đấy. Chắc em mình nấu cháo luôn. Luôn. Không. Nướng là ngon nhé. Ai là tín đồ của đồ nướng thì mình biết. Chỉ nướng là ngon nhé. Nó chỉ đúng không ạ? Chỉ nó dai. Nếu mà so sánh với chim thì không ngon bằng chim. Chim thì tính ra khoảng tầm chim sẻ là 6.000 một con. Con này là 2 con, 4 con, 6 con, 8 con, 10 con. À, tầm 100 con thì rơi vào tầm 7.000 một con rơi này. Đắt. Con chim bằng người là một con chim sẻ cũng phải 5.000. 6.000. Đấy. Nhưng mà con chim nó ngon đấy. Hơn. Chim ngon hơn, chim ngon hơn rơi rơi. Mình khẳng định chim ngon hơn rơi rơi. Dầu béo này. Anh ăn to ấy, ăn cái ức nó ngọt lắm. Trông nó hay lắm. Tí nữa khéo khối người không nhận ra đây là con gì, chim gì. Là chim gì có vú. Bốn chân nữa. Loài động vật biết bay, có vú. Có con hoi lắm. Hoi cực. Không, hoi thì anh lại cho em ăn. Có những con nó hoi. Có những con nó hoi, còn có những con nó không hoi. Nó thịt nó thơm thơm. Khẳng định là nếu mà con nào không hoi ấy, thì lại thơm. Em biết tại sao nó hoi à? Sao? Tại vì nha, con đấy ướp bẩn, mấy ngày không tắm. Còn mấy con này nó tắm sạch sẽ không hoi. Chẳng thế. Rơi có tắm không nhỉ? Không biết, tắm thác ấy. Những con này không hoi. Có những con hoi thôi. Ngon. Con này sơ sinh. Nhai được cả xương. Nhai được cả xương luôn. Xương nó nhỏ tí tí mà giòn anh nhỉ. Mọi người nếu mà cái món này thì thuần. Nhiều lúc món nào ngon anh em mình bảo ngon, còn món này mọi người không nên thử. Rơi to thì mình không biết, mình rơi nhỏ nhỏ, rơi bắt côn trùng không nên thử. Ăn tạng. Có con nào nó hôi thì không thể ăn được luôn. Chỉ là nhớ đời. Con này ngửi ra cũng thấy hôi rồi. Con này em thấy hôi rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng có một con thôi. Con này ăn thoải mái. Mọi người biết mấy cái con này là ở đâu không? Là cái này nha. Nó này là con gì nhỉ? Rơi muỗi. Nó cũng nó ở các cái đào cọ ấy. Đào cọ này. Nó gãy cụp xuống khô rồi. Nè, xong rồi nó ở trong ấy. Nhưng cái vùng bóng tối ấy, nó ít ra ngoài lắm nhỉ. Tức là ban ngày nó sẽ bay vào trong cái chùm lá cọ, nó ngủ ở trong đấy. Hoặc là những cái chỗ nào có hang động. Hốc tre rồi hang động thì nó sẽ ở trong đấy nhé. Xong rồi bắt đầu sủng túi hoa là bắt đầu nó hành động. Văng văng văng. Bắt nuôi giải cứu một loài. Ôi xà. Ôi giời. Uống bia cay à? Có món gì đâu bao. Uống bia cay à? Uống bia cay đâu. Món này là chim. Món đây đố ai đoán được cái món chim gì đây? Chim gì đây? Chim tơ mèo, chim tơ mèo to mắt này. Gì? Chim gì? Chim kích ơi. À, thử lên. Đây, thử ăn xem là thế nào. Thế đâu? Chim kích ơi. Chim kích ơi.
đây con chín chích rồi. Chắc chắc ngoài đồng ấy. Rồi. Đây xả đây. Xả đây. Đéo biết có phải không anh? Ôi mê. Em chơi được mê. Xả đây. Chim gì đây? Bố biết chim gì? Ngoài đấy. À, ngoài chim rồi. Mê. Khen. Khen là con gì? Hết rồi. Khen con khen. Khen là con gì? Khen đéo ở chân đây này. Chim gì? Khen là sao ấy? Khen. Đúng rồi, con sen rồi. Sen là ốc sen rồi. Đúng ốc sen rồi. Không thể trượt được. Không phải ốc sen rồi. Ốc sen lại không. Chim mẹ, chim mẹ. Đúng chim mẹ đấy. Ăn đi. Ôi, chả ăn đâu. Đây không ăn. Không ăn à? Ngon quá là làm miếng nữa. Họ chẳng ăn đâu. Họ chẳng ăn. Họ chẳng thèm ăn không? Ok, nó chẳng ăn. Trên đường. Không ăn đâu. Không ăn luôn. Dạ, bữa hai này hay đi mẹ nào. Ông ăn đi. Ông ăn đi. Trên có xương. Nè, có hai cái đẻm đi. Ốc sen lại có xương à? Hai cái đẻm đi. Đấy, rơi. Đúng không? Rơi. 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 Rơi